muốn giới thiệu với anh em, đô la này thì khách có 3 loại, 4 loại. Hầu như là hàng chưa qua sử dụng, hàng còn trong hộp này. Này mã là Lattec 6W 9949V. Có mã trên thằng này. Mỗi hộp đều có một cái mã như thế này mà mình biết nó để làm gì. Rồi, còn nữa. Này là và Philips. Này là loa Philips. Philips này bằng lõm. Thông số thì bay đâu hết rồi. Cái này chỉ lấy đồng hồ đo biết thôi chứ còn. Này là 10 nha. 100mm. Cái này là 120mm. Này cũng 120 luôn. Từ ghép. Lô này không có nhiều anh em nào nhanh tay thì thực ra là mình muốn hướng tới cái việc bán sẻ hơn, nên là anh em nào mà chốt lô á thì alo nha. Xe hạ mình có sẵn rồi. Đây, như công nghệ. Này là khác nè. Này cũng là 12 nè. 120mm nè. Này là dơ ra bụi nha. Cầm nặng thịt. Một cái này 7 lạng. 7 lạng rưỡi, gần 7 lạng rưỡi. Giờ mình sẽ đo kích thước cái trọng lượng của từng loại nha anh em. Đây. Trước mắt là cái loa Philips này. Loa Philips này nặng là 779g, 780g. Tức là gần 8 lạng á. Đường kính màng là 9.5. Lỗ là 11.5. Bề sâu là 7cm. Từ là 8. Rồi tới cái này. Đường kính là 11.5.
Lỗ là 13.5, sâu là 6.5. Từ dài bao nhiêu đây? Từ dài 2.0, 2.2. Đường kính từ là 8. Tiếp con này, đường kính là 11.5, lỗ là 12.5, sâu là 7, độ dày từ là 3.5, 8.5. Con này đặc biệt cái là mình thấy nó xịn sò ở chỗ là nó có cái lưới đây này, để tránh cho vật lạ rơi vào á, nó sẽ rơi vào cái phần ống coi này này, nên nó sẽ sắp sắp chặt đẹp đẹp. Con này thì là của Laptech nha anh em. Laptech là một cái hãng chuyên đồ gia đình, dụng cụ gia đình, loa âm thanh, thiết bị micro, rồi webcam này kia của Mỹ. Con này đường kính là 12, lỗ là 14.5, 14, sâu là 9, à 8.5. Từ đôi, độ dày từ là 3, đường kính từ là 6.5, à đây, từ 7. Đó, thông số cơ bản của những cái bộ này, cặp này là như vậy. Con này mình lúc nãy thì mình con này mình có cân trọng lượng đó. Bây giờ mình cân lại cho anh em xem này. 779g này là 7.5, 7.8 á. Con này là 742g này. Con này là 888g. Sao đẹp vậy? 888. Con này là 609g. Con này nhẹ nhất. Rồi anh em nào làm lô chốt lô thì inbox nha, hoặc là gọi theo số điện thoại. Thực ra là cái lô này mình muốn bán theo dạng như là bán sỉ thôi, tại vì cũng không có nhiều. Cái này mình bán anh em nào ôm lô về làm loa Tết thì làm, chứ còn lẻ thì nếu như giả sử sau vài ngày nữa mà không có anh em nào làm lô thì mình sẽ tính cái lẻ ha. Thế cái này cũng không có nhiều. Rồi cảm ơn anh em.